Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay Sainam, đồng hồ Secondhand, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, đến từ thương hiệu Milano của Ý, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Size của đồng hồ là 40 cả núm, chưa tính núm là size 37. Đồng hồ sử dụng pin, kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều giả quang. Ban đêm nó sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Hai cái đầu dây của đồng hồ nè, có logo hình con đại bàng đến từ thương hiệu Milano của Ý. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi mạ vàng hình con đại bàng đến từ thương hiệu Milano. Cọc số nổi hình mũi tên bắt sáng rất là đẹp. Thiết kế mẫu đồng hồ này rất là sang nha. Và trên cái niềng của mặt đồng hồ nó làm theo kiểu lốc xoáy như vậy, nhìn rất là độc đáo. Giỏ và dây của đồng hồ được mạ titan, màu xám titan rất là đẹp và rất là sang và rất là bền. Em đeo cái mẫu đồng hồ này lên tay cho các bác tham khảo. Cọc số nổi hình mũi tên cộng thêm cái logo nổi mạ vàng ngay vị trí 12 giờ làm cái đồng hồ này trở nên sang trọng và quý phái hơn hẳn. Hai cái đầu dây cũng có hình hai con đại bàng, nhìn rất là sang, rất là độc đáo. Thêm cái niềng lốc xoáy nữa, tổng thể làm nên cái mẫu đồng hồ này rất là hài hòa, rất là xịn nha. Giá bán rất là mềm, chỉ có vài trăm ngàn thôi. Mình đã show một cái đồng hồ chuẩn xịn thương hiệu của Ý để các bác đeo và sử dụng hàng ngày. Dây của đồng hồ còn rất là dài nên các bác nào có trọng lượng từ 40-50kg cho tới 70-80kg vẫn đeo cái size dây này phù hợp nha. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Bộ máy chuẩn xịn đến từ thương hiệu Milano cho các bác sử dụng. Đeo lên tay cái mẫu đồng hồ là rất là đẹp, rất là sang luôn. Không có cái điểm gì để chê hết nha, mà giá bán chỉ có vài trăm ngàn thôi.